Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3271 đúng là tên nhóc ngu xuẩn. Tôi nói cho cậu biết, cậu sai rồi. Cậu không có quyền thế chính là không có quyền thế, nhà họ mộ chúng tôi càng xem trọng thành tựu hiện tại, hiện tại cậu chính là kém hơn những người khác, đây là sự thật. Biết rồi. Đường Tuấn xua tay, dẫn theo hận thiên và A Bảo tiến vào nhà kho này. Cho đến khi cấm chế trong nhà kho được đường Tuấn khởi động, ngăn cách sự thăm dò của bên ngoài, mộ hàn thu mới lấy lại tinh thần. Đúng là một cậu nhóc thích mơ mộng. Mộ hàn thu nói một câu rồi dẫn vợ của mình xoay người rời đi. Nói là nhà kho nhưng mộ hàn thu cũng không làm quá đáng, bảo hạ nhân dọn dẹp rất đàng hoàng. Phòng hơn 100 mét vuông, những thứ nên có đều có, cũng có cơ sở tu luyện đơn giản. Ở giữa phòng còn đặt một đống linh thạch nhỏ. Đường tiểu tử, cậu đúng là có thể nhịn. A à, Bảo khó chịu nói. Hận Thiên cũng có vẻ mặt khó hiểu, anh ta thật sự không rõ nhân vật lớn trước mắt này có thể khiến cổ linh vương và y sư tề tinh dùng lễ đối đãi tại sao phải chịu sỉ nhục này ở nhà họ mộ cơ chứ. Đường Tuấn cười nói, tôi không quan tâm những thứ này. Hơn nữa tôi rất thích nơi này. Linh giác nhạy cảm của anh cảm ứng được một tia khí thức của mộ thanh ở gần căn phòng này, giống như lúc nhỏ mộ thanh thường ở trong căn phòng này vậy khí tức này khiến anh rất an tâm. Còn về thiết bị tu luyện, anh thật sự không để ý đến. Từ sau khi đan hoàn thần bí xuất hiện, cho dù ở trong hoàn cảnh tệ hơn, anh cũng có thể tu luyện rất tốt. Đã đến thì hãy an tâm ở lại. Đường Tuấn ngồi trên một chiếc ghế, tự ngâm cho mình một bình trà. Đường tiểu tử, cậu có thể không cần để ý điều này. Nhưng nhà đầu mộ thanh, cậu thật sự định mở mắt nhìn cô ấy bị nhà họ mộ gả cho những người đó sao? Cái tên nhóc tên phá cửu tiêu đó, vậy mà đòi mộ thanh bưng nước rót trà, trước đó nếu không phải cậu chặn tôi thì tôi đã cắn chết anh ta rồi. A à, bảo cắn nát khúc xương cấp thần quân. Nước trà nóng hổi, hơi nước nhàn nhạt phiêu đáng trước mặt đường Tuấn. Đường Tuấn nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng khiến lòng người lạnh ngắt, nói chẳng phải nhà họ mộ muốn quyền thế sao chương 3272 tôi không tin điều này. Ngồi đối diện mộ vân khung là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt dạng dỡ, anh ta cũng nghe được hạ nhân bẩm báo chuyện này với mộ vân khung, cười diễu một tiếng, nói quả thật hơi khiến người ta bật cười. Nhưng cũng chứng tỏ mộ thanh tiên tử có mị lực. Mộ vân khung nói, bác sĩ Giang, người này làm trò cười nghe là được rồi. Nam tử trẻ tuổi này không phải là ai khác, mà chính là đệ tử ghi danh của tề tinh, Giang Ngư Bạch. Giang Ngư Bạch từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát, nói quả thật lần này không phải đến vì mộ thanh tiên tử. Lời này khiến sắc mặt mộ vân khung cứng đờ, có chút không dám tin, ông ta nở ra một nụ cười, nói, nếu bác sĩ Giang cảm thấy mộ thanh chúng tôi thân phận hèn mọn không thể trở thành bạn đời của cậu, vậy cũng không sao, để con bé đi theo bên cạnh cậu làm thị nữ bưng trà rót nước cũng được. Những người trẻ tuổi đến nhà họ mộ trinh hôn lần này thì mộ vân khung xem trọng Giang Ngư Bạch nhất. Ông ta cho rằng chỉ cần Mộ Thanh gả cho Giang Ngư Bạch thì xem như nhà họ Mộ và Tề Tinh ngồi cùng một thuyền, thậm chí có thể có quan hệ tốt với Cổ Linh Vương, xem như thật sự trở thành nhân vật thượng lưu của thế giới Cổ Linh. Còn về Mộ Thanh gả cho Giang Ngư Bạch hay trở thành thị nữ bưng trà rót nước cho Giang Ngư Bạch, Mộ Vân khung hoàn toàn không thèm để ý, ông ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Ngư Bạch khẽ nhíu mày, không ngờ mộ vân khung là trưởng bối của mộ thanh lại nói ra những lời này. Anh ta trầm ngâm một hồi, nói chuyện này hắn nói sau, nếu như tôi hoàn thành mục đích chuyến đi này của mình, để mộ thanh trở thành thị nữ của tôi cũng không phải là không thể. Mộ vân khung nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng tha thiết hỏi bác sĩ giang, có thể hỏi lần này cậu đến vì cái gì không? Xem ra mộ thanh bị nhận làm thị nữ, giang ngư bạch còn cảm thấy là trèo cao. Giang Ngư Bạch hạ giọng nói, tôi đến vì Đường Tuấn. Đường Tuấn. Nghe được cái tên này, sắc mặt mộ vân khung khó coi, nói, là thằng nhóc trái đất kia sao? Năm đó vực thương lãng bị hủy trong trận chiến đó, tạo thành tổn thất nghiêm trọng đối với nhà họ mộ. Nhà họ mộ không có thiện cảm gì với trái đất, đương nhiên sẽ mang theo ý địch, đời trước của nhà họ mộ cũng như thế. Giang Ngư Bạch gật đầu, nói, đúng vậy khoảng thời gian trước anh ta rất nổi tiếng ngay cả thầy của tôi cũng vô cùng tôn sùng anh ta nói thầy thuốc trong thế hệ trẻ không ai có thể sánh với anh ta trên mặt anh ta bỗng nhiên toát ra biểu cảm không cam lòng ánh mắt tàn nhẫn vài phần nói tôi không tin điều này không đấu thì sao biết tôi không bằng anh ta nghe nói quan hệ của mộ thanh và anh ta không tồi lần này đại hội trinh hôn tôi tin anh ta nhất định sẽ tới đến lúc đó tôi nhất định phải khiến danh dự của anh ta bị mất sạch Mộ vân khung gật đầu, thầm nghĩ, ra ngư bạch xuất thân danh môn, y thuật xem như phóng mắt khắp thế hệ trẻ tuổi của Trung ương Ngân Hà cũng được xem là tiêu chuẩn hạng nhất. Nếu thằng nhóc trái đất đó thực sự đến, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. chương 3273 câm miệng lại. Nhưng trong lòng ông ta cũng không dám chắc chắn, vì dù sao đường Tuấn cũng nắm giữ hai loại y thuật cấp nghịch thiên. Dường như nhìn thấu sự lo lắng của mộ vân khung, giang ngư bạch thản nhiên nói anh ta nắm giữ hai loại y thuật cấp nghịch thiên không sai nhưng anh ta không phải thần bác sĩ cái gọi là y thuật cấp nghịch thiên trong tay anh ta cũng chỉ có thế dòng dõi chúng tôi dùng tinh quang làm dẫn quỷ thần khó dò chưa chắc không bằng anh ta tôi muốn mượn cơ hội này dẫm anh ta dưới lòng bàn chân để mọi người hiểu được ai mới là y sư đầu tiên trong thế hệ trẻ nhà họ mộ tôi ủng hộ bác sĩ giang hết mình mộ vân khung hạ giọng nói Giang Ngư Bạch gật đầu, nói, rất tốt. Chờ tôi đánh bại đường Tuấn thì có thể nhận mộ thanh làm thị nữ. Yên tâm, cho tôi 10 năm nữa, tôi nhất định có thể trở thành thần y sư, trở thành thị nữ của tôi không tính là làm nhục cô ấy. Trên mặt mộ vân khung hiện ra nụ cười sáng lạn. Mộ thanh nghe một thị nữ báo cáo, hàng lông mi khẽ nhíu lại, nói, dược tiên sinh, anh ta thật sự ở trong nhà kho viện mộc hòe đó. Thị nữ gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng, nói, nghe nói suốt này do là anh ta dùng 20 triệu linh thạch cực phẩm mua được, có lẽ đang hối hận muốn chết. Hiện tại toàn bộ nhà họ mộ đều xem anh ta là trò cười, nói anh ta là kẻ ngốc. Cầm miệng lại. Thị nữ vừa nói xong, mộ thanh lập tức phát ra một tiếng quát lạnh. Chỉ thấy sắc mặt mộ thanh rất khó coi, giữa hai hàng lông mày dường như tích tụ lửa giận. Thị nữ không rõ nguyên nhân, bị mộ thanh dọa dùng mình một cái tay chân luống cuống mộ thanh thản nhiên nói nên nói thì nói không nên nói thì đừng nói nếu như sau này còn để tôi nghe thấy những lời này thì cô đừng làm nữa thị nữ liên tục gật đầu từ trước đến nay tính tình mộ thanh rất kỳ lạ thái độ đột nhiên thay đổi này khiến cô ta không thích ứng được mộ thanh nhìn về phía viện mộc hòe sắc mặt kịch liệt thay đổi lúc thì lộ ra sắc mặt vui mừng Lúc lại nhíu mày suy tư, khiến người ta đoán không ra tâm tư của cô ấy. Khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ tổng thể nhà họ mộ xem như là bình lặng. Phá cửu tiêu rất ngông cuồng, khoảng thời gian này đã đánh 8 người khác ở viện Mộc Hòe một lượt, ngoại trừ ra Ngư Bạch không ra tay với anh ta ra thì những người khác đều thua. Trường 3.274 ngông cuồng, ngang ngược, gần 100 người dự thi đồng thời nhìn về phía đường Tuấn có người bày ra dáng vẻ xem kịch hay, có người ra vẻ thương hại, cũng có người cười lạnh lùng. tên này xong rồi, mọi người đều có chung một suy nghĩ. khoảng thời gian gần đây, phá cửu tiêu khiêu chiến ở khắp nơi nhưng không ai có thể chống đỡ được mười chiêu của anh ta. với uy danh như vậy, cho nên không có một ai xem trọng đường tuấn. phá cửu tiêu nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng khiêu khích, nói: tên nhãi, anh không dám sao? lúc trước anh còn dám hô to gọi nhỏ với ông đây hôm nay nếu không dạy anh biết thế nào là cục đuôi làm người, tên phá cửu tiêu tôi sẽ viết ngược. Thú nhỏ A bảo đã không nghe nổi nữa, che mặt chó lại rồi nói, nhóc đường, tôi cảm thấy cậu đừng nên đánh chết cậu ta. Tên nhãi này quá ngông cuồng, cứ nhường cơ hội này cho người khác đi. Tu vi của phá cửu tiêu chẳng qua cũng chỉ là động hư cảnh hậu kỳ, mà đường Tuấn đã đạt tới cảnh giới thần quân sơ kỳ, thậm chí còn có thể đánh bại cảnh giới thần quân hậu kỳ tranh lệch tu vi giữa hai người tựa như người trên trời, kẻ dưới đất. Thú nhỏ A Bảo cũng cố ý không hạ thấp giọng, cho nên phá cửu tiêu và những người khác đều nghe thấy được. Phá cửu tiêu cười lạnh lùng, nói, hay cho một con yêu khuyển. Tên ngốc kia, nếu như anh không dám đi lên, tôi có thể cho phép anh mang theo con chó này cùng nhau lên. Để xem các người có thể chống đỡ qua mười chiêu của tôi hay không. Nếu anh vẫn cảm thấy như vậy không được, vậy thì tôi lại nhường anh, tôi sẽ chỉ dùng một tay. Thú nhỏ A bảo nghe thấy thế, mắt chó trợn ngược, nói, nhóc đường, thằng nhãi này quá kiêu ngạo. Nếu cậu vẫn không chịu ra tay, tôi sẽ không nhịn được mà muốn cắn chết cậu ta mất. Lực chiến đấu của thú nhỏ A bảo hiện giờ chính là cấp thần quân, số thần quân bị nó cắn chết trong một trận chiến bảo vệ trái đất cũng đạt tới hai con số. Vậy mà bây giờ lại bị một tên mới ở cảnh giới động hư nho nhỏ khinh thường, nó thật sự rất tức giận nhưng ai biết phá cửu tiêu lại lên tiếng một lần nữa, một con chó mà thôi. Cho dù là một trăm con, tôi cũng chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết. Ngông cuồng, ngang ngược. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều dùng hai từ này để đánh giá phá cửu tiêu. Có điều, phá cửu tiêu quả thật có tư cách, lực chiến đấu của anh ta rất mạnh, ở trong đám người trẻ tuổi cùng thời có rất ít người là đối thủ của anh ta. Nhóc đường, cổ họng A bảo hô ra mấy chữ, hiển nhiên đã nhẫn nhịn tới cực hạn. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua. Bốp! Mọi người nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên. Phá cửu tiêu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một tay che mặt, trong mắt bộc phát ra lửa giận. Đường Tuấn đứng ở trên lôi đài, chậm rãi thu tay lại, nói, nói chuyện quá ngông cuồng. Nên đánh. Mọi người phía dưới đều xứng sở tại chỗ, không thể tin được mà nhìn hai người đang ở trên lôi đài. Phá Cửu Tiêu vậy mà bị người ta đánh cho một cái bạt tai. Anh? Phá Cửu Tiêu buông tay ra, dấu bàn tay in trên mặt có thể thấy được rõ ràng. Anh cái gì, không phải là muốn đánh với tôi sao? Đến đi. Lúc Đường Tuấn nói thì đem một tay giấu đi, có vẻ như cũng muốn chỉ dùng một tay thi đấu. Chương 3275 liệt địa thập kích. A bảo thấy thế, không khỏi bĩu môi nói thầm, nhóc Đường, cậu cũng thích ra vẻ quá nhỉ. Có điều tôi thích, mồm miệng tên nhãi kia còn thiếu đánh hơn cả tôi. Cứ vậy đánh cậu ta đi. Tôi phải cho anh sống không bằng chết. Phá cửu tiêu gầm lên. Trên người anh ta lộ ra hơi thở chết chóc kinh thiên động địa, điên cuồng vận động pháp lực, khiến cả lôi đài đều bị chấn động, giống như sắp bị nổ tung. Liệt địa thập kích. Phá cửu tiêu chợt hét lên một tiếng, 10 đạo pháp lực đồng thời đánh về hướng đường Tuấn. Mỗi đạo pháp lực đều là phá cửu tiêu đã dùng toàn lực ra tay phá cửu tiêu quả thật có năng lực đáng để kiêu ngạo. Đòn này của anh ta tương đương với lực chiến đấu tăng gấp 10. Cho dù là người ở cảnh giới động hư đỉnh cao, anh ta cũng có thể đấu lại được. Phá cửu tiêu cười dữ tợn, anh ta dường như đang nhìn thấy tình cảnh đường Tuấn ngã trên mặt đất. Nhưng liệt địa thập kích của anh ta còn chưa đánh tới người đường Tuấn thì một bàn tay quỷ mị đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Một tiếng bốp vang lên, mặt bên kia của phá cửu tiêu lại bị hung hăng tát cho một cái còn về phần liệt địa thập kích kia mặc dù có đánh lên người của đường tuấn nhưng nó chẳng khác nào quăng muối bỏ biển không gây ra bất kỳ tổn hại gì phá cửu tiêu trợn chừng hai mắt trong phút chốc mọi người ở đây đều cảm thấy mọi thứ trở nên điên đảo hết rồi tên nhóc thối không phải vừa rồi cậu rất ngông cuồng sao mở miệng ra là ông đây còn muốn nhường chúng tôi chỉ dùng một tay thi đấu cậu nhìn lại mình xem Giọng nói trào phúng của thú nhỏ A Bảo khiến hai mắt Phá Cửu Tiêu đỏ ngầu. Anh ta trước giờ chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. A! À, à, à. Phá Cửu Tiêu gào rít như dã thú, dáng vẻ điên cuồng vọt tới chỗ Đường Tuấn, một lần nữa đánh ra liệt địa thập kích. Nhưng không ngoài dự đoán, Đường Tuấn vẫn thong dong như cũ, trả lại cho anh ta một cái tát thẳng vào mặt. Phá Cửu Tiêu vô cùng kinh sợ, vừa rồi anh ta đã phòng bị, nhưng căn bản lại không phòng bị được bốp bốp bốp. Tiếng bạt tai ở trên lôi đài không ngừng vang lên. Người của nhà họ mộ và những người xem khác đều đã chết lặng. Ai có thể nghĩ đến kết quả lại thành ra thế này? Mọi người không khỏi nhìn phá cửu tiêu bằng ánh mắt đồng tình. Bị tắt như vậy e là sẽ ghi nhớ cả đời đi, thậm chí còn trở thành nỗi ám ảnh cũng không chừng. Được rồi. Cuối cùng, nhị trưởng lão nhà họ mộ mộ vân khung đành phải đứng lên tuyên bố, vẻ mặt của ông ta u ám, nói trận thi đấu này, dược đường thắng. Trong lòng ông ta cũng run rẩy mãnh liệt, lực chiến đấu của đường Tuấn đã vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ, e là trong nhà họ mộ cũng chỉ có đại trưởng lão mộ cung hành ra tay mới có thể đấu được với anh. Đường Tuấn dừng tay, bước chân chưa hề dịch chuyển quá nửa phân nhưng hai bên mặt của phá cửu tiêu đã sưng đến mức không nhìn ra được hình dáng. Mộ vân không cảm thấy, nếu ông ta không kêu dừng lại, chỉ sợ phá cửu tiêu sẽ bị tát đến chết cách chết này e rằng cũng là có một không hai ở Ngân Hà Trung ương. Tuy rằng dáng vẻ của phá cửu tiêu vô cùng chật vật nhưng ánh mắt kia lại giống như sói đói, nhìn chằm chằm đường Tuấn, tràn ngập oán độc. Đường Tuấn ra tay mạnh mẽ khiến cho mọi người trong sân đều vô cùng chấn động. Trường 3276 điều đấy là dĩ nhiên. Mộ Vân Khung đứng ở trên đài cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm đường Tuấn, nói thầy của cậu là ai? Hiện tại ông ta có chút không nắm chắc đường Tuấn, có được thực lực như vậy thì sẽ không thể nào chỉ là một học trò vô danh điều tốt, phía sau anh rất có khả năng là một thế lực lớn. Ông ta lo sợ nhà họ mộ sẽ bỏ lỡ một người dễ tốt. Đường Tuấn nói, không thể nói ra. Mộ Vân không nhíu chặt mày, ông ta lo lắng đường Tuấn rất có thể là học trò nhà quan của vị thống lĩnh đội Hắc Hổ. Phá cửu tiêu trầm giọng nói, tôi chưa bao giờ nghe qua vị thống lĩnh đó thu nhận một học trò như vậy. Giang Ngư Bạch cũng lắc đầu, nói anh ta chắc chắn không phải là người của cổ linh vương. Những câu nói này khiến mộ vân khung bình tĩnh trở lại. Ông ta nhớ trong những thần tử, thánh nữ kiệt xuất của Ngân Hà Trung ương không có nhân vật nào tên là Dược Đường. Cho dù thật sự xuất thân từ môn phái lớn hoặc dòng họ lớn, mộ vân khung cũng không sợ. Luật vua thua lệ làng, ở thế giới cổ linh thì phải thuận theo cổ linh vương. Còn ai muốn lên đài thách đấu không? Mộ Vân Khung không nghĩ nhiều, cất cao giọng nói. Không có ai đáp lại, rất nhiều người nhìn về phía Giang Ngư Bạch. Dù sao anh ta cũng là học trò dưới trướng của bác sĩ Tề Tinh. Tục truyền, tuyệt chiêu số một của anh ta chính là dùng tinh quang làm vật dẫn, từ đó có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Trong những người ở đây, có lẽ chỉ có anh mới có thể đấu cùng với Đường Tuấn. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Giang Ngư Bạch thản nhiên cười nói, tôi không đánh nhau với kẻ cục nghịch đám người lại chấn động một lần nữa mặc dù giang ngư bạch nói rất nhẹ nhàng nhưng điều này cũng thể hiện được đối với việc thi đấu cùng đường tuấn anh ta cũng cảm thấy không nắm chắc được phần thắng trong tay mộ vân khung thầm than trong lòng nói với đường tuấn cậu có một danh ngạch hiện tại có thể xuống đài đường tuấn đi xuống lôi đài ngay lập tức tâm trạng của mọi người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn nếu đường tuấn vẫn ở trên lôi đài vậy thì còn có ai dám lên sau đó liên tục có người lên đài. Chỉ cần kiên trì đến lúc không còn người dám lên đài khiêu chiến thì đều có được danh ngạch. Phá cửu tiêu lại lên đài một lần nữa, cuối cùng lấy được một danh ngạch. Mỗi người ra ngư bạch, ngô tiềm cũng lấy được một chiếc. Nhà họ mộ, nơi ở của mộ thanh. Người hầu gái vội vội vàng vàng chạy vào, nói cô chủ, dược đường thắng. Mộ thanh im lặng một lát rồi chậm rãi nói, điều đấy là dĩ nhiên. Trong đầu cô ấy chợt hiện lên dáng vẻ thiên kiêu tranh hùng của Đường Tuấn ở đại hội Vạn Tiên cùng với vạn tộc. Đến thần tử hồ tộc anh còn dám giết, thì mấy tên nhỏ bé của thế giới cổ linh sao có thể chống đỡ được anh? Người hầu gái hơi giật mình, nói: "Cô chủ, cô không thấy bất ngờ sao?" Mộ Thanh nói: "Anh ấy thua tôi mới cảm thấy bất ngờ." Cô ấy đứng dậy, đi ra phía ngoài, nói: "Chúng ta cũng đi xem một chút." Chương 3277 quỳ xuống bồi tội. Nơi này dù sao cũng là thế giới cổ linh, đường tuấn lại một mình cô độc tiến vào, mộ thanh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Trận đấu ở lôi đài diễn ra không bao lâu thì đã có hơn 10 người nữa lấy được danh ngạch. Ngoại trừ 4 người đường tuấn, phá cửu tiêu, giang ngư bạch, một tiềm, còn có 6 cá nhân khác cũng lấy được. Tu vi của hầu hết những người này đều đã đạt tới cảnh giới động hư, phía sau môn phái lớn hoặc dòng họ lớn của bọn họ đều có thần quân chấn giữ. Lúc mộ thanh đi vào quảng trường, Trận đấu trên lôi đài mới vừa kết thúc. Mộ Thanh còn không tới đây chào hỏi cậu Cử Tiêu và bác sĩ Giang. Nhìn thấy Mộ Thanh, Mộ Vân không tức giận hô lên. Mộ Thanh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, cũng không đi qua. Cô ấy đã sớm nghe nói qua về hành vi của hai người này. Bọn họ đều không phải vì thật sự muốn kết hôn với cô ấy nên đến đây, bọn họ chỉ muốn để cô ấy trở thành một người hầu gái bưng trà rót nước mà thôi. Vì vậy, đối đãi loại người này Thái độ của cô ấy đương nhiên sẽ không tốt. Cô ấy lại nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt trở nên phức tạp, có bàng hoàng, lại có một tia vui sướng. Cảnh tượng này làm sắc mặt ba người Mộ Vân Khung, Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch đều trở nên khó coi. Phá Cửu Tiêu lên tiếng, phong thái thật sự kiêu ngạo quá nha. Có điều, ở trong mắt chúng tôi, cô cũng chỉ như đứa hầu gái bưng trà rót nước, không hơn không kém. Mộ Thanh, tốt nhất cô nên nhận thức rõ hiện thực nếu không tôi dám cam đoan nhà họ mộ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vực thương lãng. Anh ta ném một cái chung trà xuống mặt đất, chung trà lập tức vỡ thành vài mảnh. Nhặt lên, phá cửu tiêu lạnh lùng nói. Giang ngư bạch thản nhiên cười, nói có một số người không biết thân biết phận. Như vậy cũng tốt. Mộ vân khung ngẩn người, sắc mặt xanh mét. Hành vi này của phá cửu tiêu chẳng khác nào đang làm nhục mộ thanh và nhà họ mộ trước mặt mọi người. Ông ta đem tất cả những điều này đều đổ lên người Mộ Thanh. Nếu vừa rồi Mộ Thanh ngoan ngoãn đi qua chào hỏi một tiếng thì làm sao có thể xảy ra chuyện như này. Vẻ mặt ông ta u ám, trầm giọng quát, "Mộ Thanh, còn không mau đi qua đây." Các trưởng lão của nhà họ Mộ cũng tức giận nhìn Mộ Thanh, thậm chí có một số người còn nói, "Quỳ xuống bồi tội." Mộ Thanh sừng sốt, phá cửu tiêu thẹn quá thành giận, cô ấy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng người nhà họ mộ vậy mà lại nói ra được những lời như vậy, điều này làm cho cô ấy không khỏi có chút đau lòng. Mộ Thanh nhìn qua mấy vị trưởng lão của nhà họ mộ, hai mắt ngấn lệ. Mộ Thanh, cô không nghe thấy sao, lại đây nhận lỗi, đừng để chúng tôi phải tự mình ra tay, giọng nói của mộ vân khung lạnh lẽo. Mộ Thanh chậm rãi mở miệng, nói, nhị trưởng lão, lúc trước ông bị thương nặng, cầu xin tôi đưa bảo dược của độc cô cung cho ông. Tôi đưa. Tam trưởng lão, Lúc trước ông nói muốn tự mình tế luyện ra một bảo vật nhưng còn thiếu thiên thạch tinh thần, nhờ tôi giúp ông đổi từ độc cô cung. Tôi cũng giúp ông làm. Giọng nói của mộ thanh nghẹn ngào, chậm rãi nói ra một vài chuyện cũ đã thuộc như lòng bàn tay. Tổng cộng 9 trưởng lão ở đây, ai cũng đều chịu ân huệ của mộ thanh. Đường Tuấn rốt cuộc cũng hiểu vì sao thiên phú của mộ thanh không kém nhưng tiến độ tu hành lại chậm chạp như vậy. Hóa ra cô ấy đã đem bảo vật do chính mình tu luyện ra đều đưa cho nhà họ mộ cho nên mới chế nải việc tu hành. Các trưởng lão bị mộ thanh nói đến mặt mũi đỏ tía tai, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không được xem là chuyện vẻ vang gì. Tôi vì nhà họ mộ mà làm nhiều như vậy, có ai còn nhớ rõ? Mộ thanh chỉ vào giang ngư bạch và phá cửu tiêu, nói: hai người bọn họ không phải tới đây cưới tôi, bọn họ là muốn đem tôi về làm hầu gái điều này không chỉ là đang hạ thấp tôi mà còn đang hạ thấp cả nhà họ mộ thế nhưng trong số các ông có ai dám đứng ra nói nửa câu không tôi chẳng qua chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ các ông lại bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi các ông có còn là người của nhà họ mộ nữa không lời nói sắc bén khiến cho các trưởng lão không còn đường quanh co một trưởng lão khó chịu nói vậy thì thế nào những điều đó đều là cô tự nguyện bây giờ cô lại muốn kể công với chúng tôi sao Đúng thế, những điều đó đều là cô tự nguyện, hơn nữa, cô thân là người của nhà họ Mộ, vì nhà họ Mộ mà làm chút chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Vậy mà cô lại tính toán chi ly như thế, nhớ kỹ cả những chuyện nhỏ nhặt này. Mộ Thanh, chúng tôi đã nhìn lầm cô rồi. Chương 3278 tôi nể mặt anh lần này. Giờ khắc này, Mộ Thanh dường như đã trở thành tội đồ của nhà họ Mộ. Nước mắt Mộ Thanh rốt cuộc cũng không kìm nén được, mặc ý rơi xuống nhìn vẻ mặt xấu xí của đám người nhà họ mộ, trong lòng mộ thanh vô cùng ấm ức. Hai người phá cửu tiêu và giang ngư bạch ngồi yên tại chỗ, khóe môi nở một nụ cười châm chọc, dáng vẻ cao cao tại thượng giống như vô cùng đắc ý vì một câu nói của mình mà tạo thành hậu quả thế này. Còn không qua đây nhận lỗi. Sắc mặt mộ vân không càng thêm u ám, một tay hướng về phía mộ thanh định bắt lấy cô ấy. Ông ta muốn đích thân động thủ để cho mộ thanh hiểu rõ, bây giờ ai mới là chủ nhân của nhà họ mộ nhưng tay của mộ vân khung còn chưa chạm tới người mộ thanh thì đã bị bắt lấy sức lực của đối phương lớn hơn so với ông ta rất nhiều khiến ông ta không thể tránh được mộ vân khung nhìn đường tuấn trước mặt nói dược đường đây là chuyện của nhà họ mộ chúng tôi cậu chỉ là một người ngoài chớ nhúng tay vào tay đường tuấn hơi dùng sức làm mộ vân khung lộ ra vẻ mặt đau đớn ông ta hoảng sợ nhìn đường tuấn Lúc này ông ta mới biết được thực lực của đối phương sâu không thể lường được. Sau khi đẩy lùi Mộ Vân khung, ánh mắt sắc bén của Đường Tuấn đảo qua đám người nhà họ Mộ, Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu, lạnh lùng nói, "Lúc trước tôi đã nói qua, nếu khiến Mộ Thanh không vui, tôi sẽ hủy hoại cả nhà họ Mộ. Các người cho là tôi đang nói giỡn sao?" Mộ Dương Quan nghe được lời này, không khỏi nhảy dựng lên mắng, "Tên ngốc họ Dược, anh cho rằng có chút linh thạch thì có thể giả vờ lên mặt hay sao?" anh có bản lĩnh gì mà đòi hủy đi nhà họ mộ? Nơi này không đến lượt cậu nói chuyện, đường Tuấn vung tay lên, mộ dương quan lập tức bị đánh bay ra ngoài, hộp máu không ngừng, cuối cùng hôn mê tại chỗ. Bộp bộp bộp, Giang Ngư Bạch đứng dậy vỗ tay, cười nói, đúng là biết thương hoa tiếc ngọc. Có điều, chỉ biết nói miệng cũng vô dụng. Anh ta nói với phá cửu tiêu và mộ vân khung, hai vị, chuyện hôm nay cho qua đi. Phá cửu tiêu trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói tôi nể mặt anh lần này. Mộ Vân không nói, đều nghe theo bác sĩ Giang. Mộ Thanh còn không mau cảm ơn bác sĩ Giang. Giang ngư bạch nhún vai, nhưng đầu nói với Đường Tuấn, nhìn thấy chứ. Tôi chỉ cần nói một câu là có thể quải quyết được, mà anh ở đây làm to chuyện, còn nói vớ vẩn cái gì muốn hủy đi nhà họ mộ. Một kẻ cục mịn chỉ biết đấm đá thì có tác dụng gì chứ. Giang ngư bạch tươi cười chào phúng nói, nhìn anh có vẻ rất thích mộ thanh. Có điều, thật đáng tiếc, tôi cũng rất muốn để cô ta trở thành hầu gái bên người. Anh ta nói với mộ vân khung, vòng thứ hai thi đấu cái gì, nhanh nói đi. Mộ vân khung hơi giật mình, khóe miệng tươi cười, nói, mời người chứng hôn. Ai mời đến người chứng hôn làm nhà họ mộ càng vừa lòng thì người đó chính là con rể của nhà họ mộ chúng tôi. Giang ngư bạch xua xua tay, có chút ghét bỏ nói, con rể thì bỏ đi. Tôi chỉ thiếu một người hầu gái mà thôi, nghe nói Thiên Phú Y Đạo của Mộ Thanh không tồi, chờ đến khi tôi trở thành thần y sư, cô ta sẽ chính là hầu gái tốt nhất. Phá Cửu Tiêu Khinh Miệt nhìn qua Đường Tuấn, châm biếm nói, đợi lát nữa, anh đừng quá tuyệt vọng đó. Vòng thứ hai là mời đến cho nhà họ Mộ một người chứng hôn vừa ý. Nói trắng ra thì chính là xem ai có thể mời đến được người lợi hại hơn, đối với nhà họ Mộ càng đáng để kết giao hơn mà dựa vào thân phận của phá cửu tiêu và giang ngư bạch, bọn họ tất nhiên có ưu thế hơn ở trong vòng thi đấu này. Người ở trong vòng tròn nào thì sẽ kết giao với những người như thế. Đương nhiên, phá cửu tiêu và giang ngư bạch đều nằm trong vòng tròn có những nhân vật máu mặt hàng đầu của thế giới cổ linh. chương 3279 thật là không thú vị. Mộ vân khung cùng mấy trưởng lão nhìn nhau, đợi lát nữa, mặc kệ đường tuấn mời đến người nào, bọn họ đều sẽ để hai người phá cửu tiêu và giang ngư bạch trúng tuyển dù sao đến lúc đó có cổ linh vương và bác sĩ tề tinh chống lưng bọn họ còn phải sợ ai nữa ngô tiềm cười ha ha nói với phá cửu tiêu và giang ngư bạch hai vị đã có hứng thú như thế ngô tiềm tôi cũng sẽ theo đến cuối hai vị đã ra tay tôi tự nhận không thể bằng cũng không hề có trông mong gì đối tiên tử mộ thanh tôi cam lòng trở thành lá xanh làm nền cho hoa tươi vậy lúc nói chuyện anh ta lấy ra một khối ngọc bài, truyền đi một lá tin. Tôi đã báo cho ông nội của tôi biết, ông ấy một lát nữa sẽ tới nơi. Ngô Tiềm thu hồi ngọc bài, anh ta rõ ràng không phải thật sự cam tâm làm nền cho người khác mà là có tính toán của riêng mình. Người lát nữa phá cửu tiêu và Giang Ngư Bạch mời đến chắc chắn có thân phận không tầm thường, nếu nhà họ Ngô gia có thể từ đó mà kết giao một chút thì đó cũng coi như là một cơ duyên nho nhỏ. Lời nói của Ngô Tiềm làm Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch rất hưởng thụ, nói: "Được, đợi lát nữa, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho anh." Trái tim của Mộ Vân khung run rẩy, ông nội Ngô Tiềm chính là vị tu giả cảnh giới thần quân còn lại của nhà họ Ngô. Ngoại trừ Ngô Tiềm, những người khác ở đây cũng đều lên tiếng, biểu đạt ý tứ so với Ngô Tiềm không sai biệt lắm, đều nguyện trở thành lá xanh làm nền cho hoa tươi. Đương nhiên nếu bởi vì vậy mà có thể kết giao được với một hai vị nhân vật lớn đứng đầu trong vòng những người có máu mặt của thế giới cổ linh thì cũng coi như là có thu hoạch. Phá cửu tiêu nói, tôi đã thông báo cho thầy tôi đến đây. Giang ngư bạch cười nói, tôi cũng vậy. Mộ vân khung càng thêm vui vẻ, giọng nói khẽ run, thống lĩnh Thái Thiên và bác sĩ tề tinh thật sự sẽ tới sao? Phải hiểu rằng, địa vị của thống lĩnh Thái Thiên ở đội Hắc Hổ không thấp, mà nghe nói quan hệ của bác sĩ Tề Tinh và cổ Linh Vương cũng rất tâm đầu ý hợp. Phá cửu tiêu cùng Giang Ngư Bạch nói, còn có thể là giả sao? Lúc nói chuyện, hai người nhìn về phía đường Tuấn, người chứng hôn chúng tôi mời đến đang trên đường tới. Còn anh chuẩn bị mời ai? Lúc này đến mộ thanh cũng trở nên khẩn trương, nắm chặt tay lại. Bất luận là thế giới cổ linh hay là vực thương lãng đều quá hoang vu so với Trung ương Ngân Hà, tin tức truyền đi không tới kịp thời cho nên đến bây giờ mộ thanh cũng không biết đường tuấn đã trở thành thần y sư cô ấy cho rằng anh vẫn chỉ đang ở cảnh giới động hư trong lòng mộ thanh lo lắng thầm nghĩ chẳng lẽ anh ấy muốn mời chu tước thần quân tới sao nhưng nơi này là thế giới cổ linh là địa phương do cổ linh vương thống trị thần quân chu tước tuy mạnh nhưng không chắc có thể được hay không đường tuấn cười nói không cần Đám người Giang Ngư Bạch và Phá Cửu Tiêu thấy thế thì không khỏi lắc đầu cười nói, đã từ bỏ rồi sao? Thật là không thú vị. Mấy người mộ vân khung, ngô tiềm cũng không để trong lòng, rốt cuộc ở thế giới cổ linh nghe được tên đội hắc hổ và tề tinh, ai mà không sợ hãi. chương 3280 vậy thì còn gì thú vị? Ông nội, ngô tiềm hô. Mấy người mộ vân khung cũng vội vàng hành lễ, nói, gặp qua ngô thần quân ông lão này chính là thần quân của nhà họ ngô ngô hộ khí tức oai nghiêm của ngô hộ từ trên cao tràn xuống làm cho mọi người phía dưới đều cảm thấy áp lực ngô hộ gật đầu với ngô tiềm sau đó lại nói với giang ngư bạch và phá cửu tiêu lão già tôi nghe ngô tiềm báo tin cố ý tới đây để ủng hộ cho hai cậu hai cậu không để ý chứ giang ngư bạch và phá cửu tiêu nhìn nhau nói đương nhiên không để ý ngô hộ từ không trung đáp xuống ánh mắt nhìn về phía đường tuấn khẽ nhíu mày nói cậu chính là dược đường trong lời của ngô tiềm không đợi đường tuấn trả lời ngô tiềm đã đi tới nói ông nội chính là anh ta người trẻ tuổi vừa rồi cậu nói mặc kệ tới bao nhiêu người một mình cậu sẽ tiếp hết phải không ngô hộ đánh giá đường tuấn từ trên xuống dưới châm chọc nói không biết nên nói cậu dũng cảm đáng khen hay là ngông cuồng tự cao tự đại đây Đường Tuấn cười nói, không thử thì làm sao biết được. Thử cái rắm. Ngô hộ thô lỗ ngắt lời đường Tuấn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, nói, đúng là tên nhãi danh không biết sống chết. Không cần những người khác, một mình lão phu ở đây, cậu có thể tiếp được sao? Ngô hộ vừa nói xong câu đó thì một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người ông ta bộc phát ra, tựa như sóng thần càn quét về phía đường Tuấn. Ánh mắt của ông ta lạnh lẽo, hiển nhiên muốn nhân cơ hội này để hung hăng chế nhạo đường Tuấn, đồng thời muốn thể hiện trước mặt hai người phá cửu tiêu và giang ngư bạch một phen. Hành động của ngô hộ lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mộ vân khung âm thầm lắc đầu, đây chính là kết cục cho kẻ dám mạnh miệng. Phá cửu tiêu và giang ngư bạch đều cười thản nhiên. Giang ngư bạch nói, sẽ không cứ như thế mà ngã xuống đấy chứ. Vậy thì còn gì thú vị? Cái đồ chó má nhà ông. Không cần nhóc đường ra tay, đại gia khuyển tôi sẽ cắn chết ông trước. Một tiếng quát lớn vang lên, A Bảo vẫn luôn ngoan ngoãn ghé vào bên chân Đường Tuấn chợt cười giữ tợn một tiếng, thân hình trở nên to lớn vô cùng, tựa như một con thú có thể nuốt chửng cả bầu trời, cắn về phía Ngô Hộ. Chấm 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 chấm. A Bảo cắn xuyên qua cánh tay trái của Ngô Hộ. A à. a. Ngô Hộ đau đớn kêu lớn, cả giận nói, cái con thú hoang nhà mày ông ta vận động pháp lực, muốn đẩy A Bảo ra nhưng căn bản không làm nên trò chống gì. A Bảo dùng lực, toàn bộ cánh tay của ngô hộ đều bị xé rách, máu tươi phun ra cả lôi đài. Không chỉ như thế, chân trước to lớn của A Bảo còn hóa thành cối say, trực tiếp ấn trên người ngô hộ. Hết tập 175